Xạ trị là một trong bốn phương pháp để điều trị ung thư hiện nay, cùng với phẫu thuật, hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ. Xạ trị là phương pháp được ứng dụng phổ biến và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, những tác dụng phụ của xạ trị để lại trên cơ thể bệnh nhân ung thư là không nhỏ, bởi thực tế thì đã có không ít bệnh nhân không theo hết được phác đồ điều trị chỉ vì tác dụng phụ của xạ trị là quá lớn. Và một phương pháp xạ trị mới chuẩn bị được áp dụng tại Bệnh viện Trung ương là xạ trị bằng proton và hạt nặng. Đây là nội dung được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo về ứng dụng xạ trị proton và hạt nặng trong điều trị ung thư diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, phương pháp xạ trị bằng ion hạt nặng cho phép xạ trị những khối u kháng với xạ trị khác như xạ trị Coban, xạ trị gia tốc, áp dụng rất hiệu quả cho điều trị ung thư đầu cổ, tiền liệt tuyến, nhi khoa và rất ít tác dụng phụ lên cơ thể người bệnh. Nếu áp dụng phương pháp này, thời gian xạ trị cho mỗi người bệnh cũng giảm xuống rất nhiều. Người bệnh chỉ mất vài phút xạ trị là có thể tan biến khối u rồi. Và như vậy sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong công nghệ điều trị ung biếu. Thứ nhất là nó tăng được cái tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư. Thứ hai là nó sẽ giảm tải được cái lượng bệnh nhân phải xạ trị, bởi vì khi ứng dụng như vậy rất nhanh, thay vì xạ trị trong vòng 4 đến 5 tuần thì người bệnh chỉ có xạ trị một lần là xong. Kết quả lâm sàng đã được nghiên cứu tại một số nước trên thế giới cho thấy tỷ lệ bệnh nhân điều trị bằng ion nặng có kích thước khối u giảm hoặc không tăng lên sau 3 năm rất khả quan. Cụ thể là trên 90% với ung thư phổi không tế bào nhỏ, 80% đến 90% ung thư gan, gần 100% ung thư tiền liệt tuyến. Tỷ lệ sống thêm sau 3 năm của ung thư phổi giai đoạn 2 và 3 là 86%, ung thư gan là 72%, sống thêm sau 2 năm của ung thư tụy là 36%. Sống thêm sau 5 năm của ung thư tiền liệt tuyến là 99%. Ở Nhật Bản hiện có hơn 20 cơ sở ứng dụng điều trị phương pháp proton và ion hạt nặng. Các cơ sở này đã điều trị được hơn 4.000 bệnh nhân mỗi năm. Phương pháp này cũng đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực hơn so với các phương pháp xạ trị mà nhiều nước đang dùng, sẽ giảm được tác dụng phụ của xạ trị, ứng dụng trong xạ trị cho các bệnh nhân di căn mang lại hiệu quả cao. Bệnh viện Ca Trung ương sẽ là cơ sở đầu tiên ở Đông Nam Á ứng dụng phương pháp này trong điều trị ung thư với sự thành lập trung tâm xạ trị proton và hạt nặng trong thời gian tới. Bệnh viện cũng cho biết hiện chưa tính toán chính xác được mức chi trả của người bệnh khi áp dụng điều trị bằng phương pháp này, nhưng bệnh viện sẽ kêu gọi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia để chi trả một phần cho bệnh nhân.